Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cuộc diễn tập phòng thủ Hà Nội chống binh biến có liên quan gì đến việc Tô Lâm thăm và làm việc tại Tổng cục 2? Ngay sau khi trở về nước, sau chuyến công du Mỹ và thăm Cuba, ngày 29 tháng 9, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã vội đến thăm và làm việc với Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng. Điều này có liên quan gì đến thông tin nóng cùng ngày 29 tháng 9? Theo báo Quân đội Nhân dân, Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội. Và đây là hình Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Tổng cục 2. Bản tin cho biết Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì phối hợp với 16 đơn vị trong và ngoài quân đội khai mạc diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2024. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng ban chỉ đạo. Đây là cuộc diễn tập có quy mô và phạm vi lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Thông qua diễn tập, thành phố Hà Nội tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các phương án tác chiến sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đáng chú ý, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định thành phố Hà Nội giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, là mục tiêu địa bàn tiến công xâm lược chủ yếu của kẻ thù nếu xảy ra chiến tranh xung đột. Theo một số suy đoán, những thông tin vừa kể cho thấy, ban lãnh đạo cấp cao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất bình thường. Thậm chí, Hà Nội sẽ là mục tiêu địa bàn tiến công xâm lược của kẻ thù. Cũng theo một số suy đoán, những điều này có liên quan gì đến các cáo buộc về biểu hiện cổng rắn cắn gà nhà từ phe bảo thủ trong đảng vốn còn rất đông do Bắc Kinh xúi dục tổ chức và giật dây để hạ bệ Tổng bí thư Tô Lâm hay không. Đây là điều không mới đã từng xảy ra vào tháng 5 năm 2015 trước đại hội đảng 12. Ở thời điểm đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có ý định phản loạn. Vào sáng ngày 3 tháng 7 năm 2015, bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã bất ngờ tổ chức lễ bàn giao chức vụ tư lệnh chính ủy bộ tư lệnh thủ đô hà nội theo các quyết định của thủ trưởng bộ quốc phòng cụ thể trung tướng phí quốc tuấn tư lệnh và trung tướng lê hùng mạnh chính ủy bộ tư lệnh thủ đô hà nội bất ngờ nhận quyết định nghỉ hưu đồng thời bộ quốc phòng ra quyết định bổ nhiệm thiếu tướng nguyễn doãn anh phó tư lệnh tham mưu trưởng bộ tư lệnh thủ đô hà nội giữ chức tư lệnh Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Chính ủy, giữ chức Chính ủy. Và đây là hình đại tướng Phan Văn Giang. Được biết, kế hoạch phản loạn trên đã bị Tổng cục Tình báo Bộ Công an, tức Tổng cục 5, dưới thời Bộ trưởng Trần Đại Quang phát hiện nhờ sự cảnh báo của cơ quan tình báo Mỹ. Theo giới chuyên gia, Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị của cả nước, đồng thời cũng là nơi của các lãnh đạo cấp cao nhất trong bộ máy đảng, nhà nước, chính phủ và quốc hội nếu để xảy ra binh biến thì toàn bộ bộ máy chính quyền sẽ bị tê liệt. Hơn vậy nữa, Hà Nội chỉ cách biên giới Trung Quốc 171 km thì không khó để biết điều gì sẽ xảy ra ngay lập tức. Trong bối cảnh gần đây, ban lãnh đạo Bắc Kinh được cho là đã liên tục có các biểu hiện không thân thiện với chính quyền Việt Nam nói chung và với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nói riêng. Bởi lý do, ông Tô Lâm đã thâu tóm quyền bính trong đảng bằng một cuộc đảo chính không tiếng súng. Và đây là hình đại tướng Lương Cược. Một số ý kiến cho rằng không thể loại trừ khả năng nếu được Trung Nam Hải bật đèn xanh, một số tướng lĩnh quân đội có thể phớt cờ, tiến hành binh biến để loại bỏ Tô Lâm. Khả năng cao, việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội có liên quan đến việc ông Tô Lâm đã cắt tốc làm việc với Tổng cục 2 ngày 29 tháng 9 vừa qua trên cương vị bí thư quân ủy Trung ương. Đây có thể là một trong những biện pháp tạo áp lực cũng như để cảnh báo phe quân đội rằng chớ có manh động. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cuộc diễn tập phòng thủ Hà Nội chống binh biến có liên quan gì đến việc Tô Lâm thăm và làm việc tại Tổng Cục 2. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Ngọc Thơ, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự xấu xa của những kẻ mang danh nhà giáo và sự vô năng của chính quyền Ngày 29 tháng 9, Báo Tiến Dân đăng bài bình luận Cô giáo và laptop của bác sĩ Facebooker Võ Xuân Sơn Tác giả đề cập đến sự việc cô giáo yêu cầu phụ huynh cung cấp tiền để mua cái laptop rồi không chịu soạn đề cương bài giảng do phụ huynh không đáp ứng yêu cầu, được dư luận đặc biệt quan tâm. Tác giả đánh giá đây là một sự việc xấu, rất xấu. Có bạn sau đó đưa ra một ví dụ ở bộ môn mát lê, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bạn ấy kể về vụ thầy giáo thông báo mất chiếc xe rim và nói học sinh tính sao thì tính. Khi bạn ấy kể câu chuyện, tác giả nghĩ ngay đến một kẻ mà lúc đó ông phải gọi là thầy. Tác giả cho biết bản thân ông đã hai lần là nạn nhân của những kẻ như vậy trong cái bộ môn mát lê ấy. Một lần khi còn là sinh viên và lần sau là khi học sau đại học. Hình ảnh bài trên báo Tiến Dân Một kẻ điển hình trong nhóm đó đã bị ghi âm, ghi hình và sau đó bị bắt, bị kết án tù và đi tù. Và hình như bây giờ đã mãn hạn tù đó là một trong những điển hình của những kẻ mang danh nhà giáo dừng luôn tìm cách trấn lột học sinh và phụ huynh học sinh của mình. Tuy nhiên tác giả nhận xét, nói cho cùng thì bọn đó chỉ là những cá nhân lẻ tẻ, hành động không có tổ chức. Chúng sử dụng quyền lực để trấn lột người khác nhưng vì quyền lực của chúng nhỏ nhoi nên những đòi hỏi của chúng cũng vụn vặt, tầm vóc của chúng cũng chỉ lớp ngớp đâu đó bên dưới đáy của xã hội. Tác giả nhận định chỉ buồn là có rất nhiều kẻ có quyền lực lớn hơn trấn lột những thứ to lớn hơn vĩ đại hơn chúng hành động có tổ chức những việc chúng làm có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều và không chỉ mang tính vật chất hay tác động xã hội nhỏ lẻ mà phá tan niềm tin làm mất định hướng của cả một thế hệ thế nhưng cái gọi là dư luận lại im thinh thích hay chỉ cho thông tin nhỏ giọt theo kiểu cho gì nói đó theo tác giả, Thủ Thiêm là một ví dụ, chưa kể những ví dụ đẫm máu khác. Đúng là con mèo tha con cá thì đánh nó, con con cọp bế con heo thì nín khe. Trở lại vụ cô giáo xin tiền phụ huynh mua laptop. Ngày 28 tháng 9, báo chí nhà nước cho biết sự việc xảy ra ở lớp 43 trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể cô H, giáo viên chủ nhiệm của lớp 43 bị mất laptop, nên ngỏ ý muốn phụ huynh ủng hộ khoảng 5-6 triệu cô bỏ vào 5 triệu để mua lại laptop mới cô cũng nhắn tin xin phụ huynh chiếc laptop này hình ảnh trường tiểu học trương dương kết quả là có ba phụ huynh không đồng ý nên cô giỏi không nhận laptop và cũng không soạn đề cương ôn tập cho các con tuy nhiên sau đó khoản kê 6 triệu mua laptop vẫn thể hiện trong bảng chi phí mà cô hát gửi ban đại diện phụ huynh sự việc bùng lên khiến phụ huynh bức xúc và phản ánh với báo chí là cô H đã cho học sinh học qua TV, YouTube quá nhiều rồi tự làm bài tập theo. Nhiều học sinh không chép kịp phải bỏ luôn. Điều nực cười là chiều 27 tháng 9, ông Lê Công Minh, hiệu trưởng của trường tiểu học Trương Dương, cho báo chí biết cô H đã sai hoàn toàn, nhưng ông chưa biết giải quyết sự việc như thế nào. Rồi ông cho tổ chức một buổi hòa giải giữa cô H và phụ huynh của lớp để cô xin lỗi phụ huynh. Phụ huynh nào thấy bất an thì cho con chuyển lớp. Thông tin mới nhất mà báo chí cho biết chiều ngày 28 tháng 9, bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 đã làm việc với trường, yêu cầu tạm dừng đứng lớp với cô giáo H, đồng thời hoàn trả tiền đóng góp mua laptop từ phụ huynh. Một sự việc tuy rất đáng xấu hổ, nhưng cũng chỉ bé tẻo teo, vậy mà một hiệu trưởng lại lúng túng không biết xử lý, rồi ủy ban quận cũng phải nhảy vào cho chỉ đạo khẩn. Những điều này cho thấy sự vô năng của hệ thống công quyền tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. D với bản tin sự xấu xa của những kẻ mang danh nhà giáo và sự vô năng của chính quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất